Quỳnh Thi, cháu con em xin kính chào quý vị, thưa quý vị thân mến. Cùng nhìn lại live show đêm 12 tháng 1 tại phòng trà Bến Thành của sao nam Hồ Văn Cường và Bạch Công Khanh cùng các anh chị nghệ sĩ khác. Ngoài bước tiến vượt bậc của sao nam Hồ Văn Cường và tình yêu thương bạc ngàn của FC nhà xanh đọt chuối từ trong và ngoài nước đã làm cho đêm diễn trở nên thành công vang dội. Đây cũng là điểm nhấn cho sao nam Hồ Văn Cường đầu năm 2023. Nhưng bên cạnh niềm vui, hạnh phúc, niềm tự hào của FC xanh đọt chuối, vẫn còn rơi rớt một vài điều làm cho khán giả không khỏi bức xúc và chán ngán. Không chỉ riêng live show này, mà ở những live show trước đó của nam ca sĩ, khán giả cũng đã nhiều lần lên tiếng mong cả nhà FC xanh đọt chuối cần khắc phục khi lên tặng hoa, cũng như tặng quà cho Hồ Văn Cường, sao cho tế nhị và văn hóa để không bị ảnh hưởng đến chương trình. Được biết, thời gian của mỗi bản nhạc là 5 phút, 1 giờ đồng hồ chỉ có thể diễn ra từ 3 đến 4 ca khúc mà thôi, vì cứ sau mỗi ca khúc là chương trình dành ra từ 10 đến 15 phút. Đây là khoảng thời gian chết để ca sĩ giao lưu cùng fan, vì chương trình có hạn mà lượng fan sao nam Hồ Văn Cường quá đông. Những ai có mặt tại phòng trà cũng mong được lên tặng quà, tặng hoa và được chụp hình, thậm chí còn lấy cả micro bày tỏ cảm xúc của mình cùng nam ca sĩ. Hơn nữa có fan còn đọc nguyên cả một bài thơ khá dài. Tất cả những điều này không chỉ gây áp lực cho em Hồ Văn Cường, mà còn làm mất thời gian, gây ảnh hưởng không nhỏ đối với thời lượng chương trình, đối với fan của các anh chị nghệ sĩ khác. Thưa quý vị thân mến, mới đây trên group Hồ Văn Cường Nhật Bản, vì yêu Cường mà đến, một fan hâm mộ nam ca sĩ chia sẻ ý kiến, cần lắm ai đó tác những người liên quan vào đọc để họ biết hành động của họ. Là thế nào trong mắt của thiên hạ, để đừng bao giờ hành động như vậy nữa. Yêu thương cũng cần hiểu biết và văn minh, chứ như vậy thì khán giả vào xem có cảm giác ức chế lắm. Thương Cường vô cùng, làm tôi không ngủ nổi luôn vì quá bức xúc. Bên dưới bài chia sẻ, có rất nhiều bình luận cũng đồng quan điểm cùng tác giả bài viết. Họ cũng cho rằng, mình không phải là fan của Cường, nhưng mình yêu thương con kể từ khi con gặp oan nghiệt và đã từng rơi nước mắt vì con. Và kể từ đó kênh nào chính nghĩa ủng hộ con là mình đăng ký tất cả để theo dõi và xem live show của con từ đầu đến cuối. Thế nhưng đêm qua, mình rất chán và phải bỏ ra ngoài khi các ngoại lên tặng quà, nó không giống ai cả. Đã vậy lại còn lên đọc thơ dài lòng thòng, quà cáp lung tung tựa như buổi phát quà từ thiện, xem mà thấy chán chường. Chính vì vậy, mình rất mong mọi người góp ý xây dựng lẫn nhau, để các mẹ, các ngoại tiết chế việc tặng quà sao cho có chừng mực, đừng làm cho Cường khó xử đối với các ca sĩ khác trong cùng show diễn. Cường bây giờ đã tạm ổn và đang dần lấy lại hình ảnh của mình. Việc tặng quà lố qua sẽ làm cho hình ảnh của Cường trở nên tầm thường hơn. Có câu, của cho không bằng cách cho, vậy nên các ngoại, các mẹ làm hoa nhỏ một chút, bớt làm hoa tiền, tặng hoa trên sân khấu và tặng tiền riêng cho Cường trong hậu trường qua bao thư, như thế văn minh lịch sự hơn. Vì đến thời điểm này, bên kia đã thu toàn tập rồi, nên chúng ta không cần phô trương nữa. Tặng bao thư trực tiếp cho Cường, dễ tặng lại rất gọn gàng và không bị cản trở thời gian cho show diễn, tránh làm mất hứng cho người xem như đêm hôm qua. Hồ Văn Cường giờ đã lớn, đã trưởng thành và là người của công chúng, chứ không riêng của FC xanh đọt chuối. Nếu đã yêu thương con thì các ngoại, các mẹ nên giữ hình ảnh cho con và bớt đi những nụ hôn trước ống kính livestream. Như vẹo má, xoa đầu giống như Cường lúc 13, 16 tuổi nữa. Thử trong gia đình của các ngoại, các mẹ, con cháu của các ngoại ở tuổi 20 như Cường bây giờ, các ngoại, các mẹ có làm vậy không? Nói thật lòng, mình xem mà còn khó chịu huống chi Cường. Tội nghiệp con không dám tỏ thái độ, vì con tôn trọng các ngoại, các mẹ, chứ nếu tế nhị hỏi riêng Cường, Cường có thích vậy không? Mình tin chắc rằng Cường không thích. Nhìn chung đêm 12 tháng 1 vừa qua, chương trình live show của Hồ Văn Cường rất chất lượng, nhưng chỉ tiếc là âm thanh chưa được như ý. Đã vậy không gian bên trong lại khá ồn ào vì FC, làm mình tuột mất cảm xúc. Hy vọng những live show sau, mọi người nên tiết chế tình cảm, tình yêu thương của mình để Cường được thoải mái, tự tin và luôn được tỏa sáng. Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin mới nhất từ khán giả, từ FC của em Hồ Văn Cường mà Quỳnh Thi cập nhật chia sẻ đến quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành chút thời gian quan tâm theo dõi. Quỳnh Thi, cháu con em xin kính chúc quý vị cùng gia quyến một năm mới hạnh phúc, bình an và gặt hái nhiều niềm vui. Còn bây giờ Quỳnh Thi xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.